Rồi, chào các em nha. Thì nhóm mình đây là nhóm học này là nhóm học tinh B nha các em. Được chưa? Đó, hay còn gọi là Accent nâng cao. Đó. Thì lịch học của mình là 18 giờ cho đến 20 giờ 30. Mình học thứ hai, thứ sáu nha các em. Nó hai, thứ sáu. Được chưa? Mình học thứ hai, thứ sáu. Rồi. Và ngày thi dự kiến của mình á là mình sẽ thi vào ngày 30 và ngày 31 tháng 7 nha. Ngày thi dự kiến. Ngày thi dự kiến của mình sẽ là 30 đến 31 tháng 7 năm 2022. Được chưa? Đó, thi một trong hai ngày đó. Thì các em lưu ý giùm anh chuẩn bị sắp xếp. Còn thời gian đăng ký thi thì nữa anh sẽ thông báo với các em sau. Nhớ nha, anh sẽ thông báo với các em sau. Cái đó thì mình không cần thiết. Nó đây là nhiệm vụ của anh, các em không có quan tâm cái đó. Rồi rồi bây giờ nói với đến hình thức thi. Hình thức thi á thì mình có hai phần thi, đó là phần trắc nghiệm. Nó trắc nghiệm của mình á là mình sẽ có 50 câu nha các em, chuyên về Excel. Nó 50 câu chỉ nói về Excel thôi, và anh sẽ gửi tài liệu cho các em khoảng vài trăm câu để các em tham khảo cộng với giáo trình Excel, được chưa? Và anh hướng dẫn các em trên nền Office là thực hành á, là anh sẽ hướng dẫn trên Office 2016. Bạn nào hay dùng 2013, 2010, 2019 gì á thì nhớ giao diện, nếu có khác quá tìm không được thì nhớ báo giùm anh. Thì các bạn sẽ thi dự kiến sẽ thi trên Office 2016, tức là giao diện giống anh. Rồi. Cái tiếp theo các bạn là thực hành. Thực hành thì mình học hằng như là khoảng 22 dạng bài tập. Khoảng 22 dạng bài tập. Đó, thì anh sẽ đánh số thử nha. Đó, đầu tiên là mình sẽ học về cái phần thống kê. Thống kê thì mình sẽ có khoảng 13, 12 dạng thống kê. Đó, thì có thể là gì đây? Là consolidate. Đó, subtotal. Đó, pivot. Pivot table, pivot chart. Nó đây là ba dạng. Rồi thống kê tiếp theo các bạn có thể nó là hàm cơ sở dữ liệu. Thống kê bằng COIF, SUMIF, COIF US, SUMIF US. Rồi bằng công thức mảng. Rồi bằng lệnh data table. Tiếp theo bạn là công cụ thống kê thì có 5 dạng. Nó là thống kê mô tả, thống kê tương quan, nó thống kê theo phương pháp trung bình động, viết phương trình y bằng ax cộng b, nó hoặc là viết phương trình y bằng ax một cộng với bx hai cộng c. Nó đây là 12 dạng thống kê. Các em thấy. Nó đây. Trước tiên các bạn thấy phần thực hành mình có 10 thống kê, riêng thống kê là đã 12 dạng rồi. Rồi tiếp tục á là cái gì đây? Thống kê xong á thì người ta có thể là gì? Tô màu. Ràng buộc. Dữ liệu. Nó. Rồi tới cái phần tiếp theo có thể gặp đó là rút chích dữ liệu, lọc trích dữ liệu. Nó là 15 dạng. Rồi. Cái tiếp theo nữa các bạn có thể gặp đó là dò tìm. Dò tìm thì nó lại có VLOOKUP nè. HLOOKUP nè. Nó. Rồi ngoài ra thì nó dò tìm các bạn chủ yếu tin B các bạn là dùng index. Nhưng mà index thường nó sẽ dùng cái hàm math rất là nhiều. Đó.
là 17 vàng. Em thấy. Rồi, tiếp theo các bạn nó là gì đây? Macro. VBA. Solver. Hàm tài chính. Gonsit. Đó. Đó là 22 dạng các bạn sẽ học. Rồi, tiếp theo các bạn thấy nè. Ở đây á anh hướng anh chia sẻ các bạn là mình học á, mình học là 10 tổng cộng là 22 dạng. Nhưng mà thi á thì các bạn thi có 8 câu à, 10 câu à. Đó, tức là mình chỉ có làm khoảng được khoảng 8 dạng thôi. 8 dạng là mình thi thôi. Nó học thì mình phải học hết. Nhưng mà nữa khi mà các bạn học á thì khi học xong hết rồi anh khi học á hoặc là học xong anh sẽ nói các bạn dạng nào hay cho và xác suất cho bao nhiêu phần trăm trong cái đề thi. Đó, để mình sẽ có cái cơ sở mình tập trung nó nhiều. Hoặc là một các bạn có thể thấy nè, khi cái dạng nào mà hay cho đề thi á thì anh sẽ cho nhiều. Các bạn làm nhiều trong các đề. Đó, tại vì các bạn khi các bạn học với anh á thì các bạn sẽ có khoảng là mỗi một dạng á thì dao động từ 5 cho đến 4 30 40 câu liên quan đến nó. Đó, tức là tổng cộng các bạn có là 13 đề. Nó là khoảng là 130 140 câu. Ủa, 13 đề sẽ rơi vào khoảng 200 khoảng 100 130 140 đúng rồi. Khoảng 130 140 câu. Cộng với 3 cái buổi thì các bạn sẽ khoảng 50 câu nữa. Cộng với bài tập tăng cường nữa. Nó thì tăng cường thì nó khoảng 50 câu nữa, tức là bạn sẽ giải á tổng cộng các bạn sẽ giải tổng cộng hết luôn á là sẽ rơi vào khoảng 200 đến 300 câu. Nó như vậy mà thi thực hành mà thi làm không được nữa thì anh không biết nói làm sao. Đó, còn trắc nghiệm á thì anh sẽ gửi tài liệu cho các bạn đọc tham khảo. Nó và trong quá trình hướng dẫn thực hành thì những câu nào mà có thể cho được trắc nghiệm đó hoặc là hay ra gặp trắc nghiệm thì anh sẽ trao đổi lưu ý cho các bạn note lời để các bạn nhớ thêm. Đó. Rồi gần thi á thì anh sẽ gửi cho bạn vài chục câu mà trung tâm hay ra đó để đọc tham khảo. Hên thì có tháng thì nó trúng hết luôn, có tháng thì nó không có được câu nào. Tài liệu đó thì anh sẽ gửi cho bạn vào tuần gần cuối để bạn đọc, còn bây giờ trắc nghiệm thì anh sẽ gửi cái tài liệu tổng hợp, nó tổng hợp từ các đợt thi tổng hợp lại cho các bạn nó để các bạn đọc trước từ bây giờ. Còn tới gần thi anh sẽ gửi cái file mà hay gặp trong kỳ thi nhiều đó cho các bạn. Rồi học quá thì bây giờ mình sẽ trao đổi cách học nè. Thì yêu cầu anh thì có vài yêu cầu nhỏ nhỏ thôi đó. Thứ nhất á là các bạn tham gia lớp học đầy đủ và đúng giờ. Như bữa nay là thấy có một bạn vắng rồi đó, cảm thấy buồn rồi đó. Thứ hai, chịu khó làm bài tập về nhà, xem bài mới, xem bài cũ. Nó chứ không phải là các bạn học rồi các bạn bỏ luôn. Nó cũng không phải là học rồi là không có bài tập. Giờ luôn luôn mỗi buổi học có bài tập hết. Rồi cái này không biết thì cứ hỏi. Hỏi anh, hỏi nhóm. Đó, cái nhóm Zalo lập ra nhằm mục đích là giúp cho các bạn trao đổi thêm trong quá trình học. Đó. Tại nhiều khi trong lớp học thì bạn bạn nhớ rồi nhưng mà tự nhiên về nhà cái đi chơi với người yêu cái quên. Nó đi chơi đã về cái quên mất tiêu. Đó, thì cái nhóm Zalo đó giúp cho các bạn coi lại tìm cái kiến thức đó trên các clip. Anh quay lại. Nó anh record đồ cái lại, anh quay màn hình đồ cái lại mà nó không có. Nhờ thì cái nhóm đó giúp các bạn trao đổi đó, trao đổi thêm để các bạn khác nhắc mình. Nó không ai nhớ hết thì anh sẽ là người nhắc các bạn. Đó. Rồi cái thứ hai nữa, cái nhóm Zalo là giúp các bạn nạp bài nhập nhóm Zalo hết chứ không có nạp mail. Thứ ba là nhóm cái nhóm Zalo đó cũng đợi để trao đổi.
Ví dụ bài tập này bạn không biết làm, bạn hỏi anh chưa trả lời. Nó hỏi trên nhóm thì bạn khác biết, bạn khác trả lời giùm. Nó hoặc là cùng một câu. Đó, nhưng mà nhiều bạn có nhiều ý tưởng khác nhau thì anh sẽ là người chốt lời. Nên làm cái nào? Và cái nào đúng, cái nào chưa đúng, cần sửa cái nào để cho chuẩn. Nó chứ không phải lập ra cái nhóm Zalo để cho vui nha. Lưu ý cho mình điều đó. Rồi. Đăng ký thi đồ kia đó thì tới đó tính sau. Rồi nhớ, anh chỉ yêu cầu như tham gia lớp đầy đủ, làm bài tập về nhà coi bài trước. Rồi, đọc trắc nghiệm từ bây giờ. Hết. Cố gắng thi mục tiêu của mình. Đó, trắc nghiệm và thực hành 5 điểm trở lên. Đó, ví dụ như tháng 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 5. Tháng 5 vừa rồi anh gửi tài liệu trắc nghiệm. Có bạn thi dựa vào đọc những đó, đọc sao thi được 9 điểm mấy, 9 điểm hay 9 điểm mấy trắc nghiệm. Đó, tức là đời của bạn trúng rất là nhiều. Đó. Còn có những bạn Sukana. Đó, những bạn cái chưa không có trúng. Nói chung là mang tính chất tham khảo thôi. Được chưa? Trắc nghiệm thì mang tính chất tham khảo. Nên các bạn lưu ý giùm anh. Rồi, đó là những cái yêu cầu. Đó, nhưng mà tuy nhiên ở đây nè, trắc nghiệm và thực hành yêu cầu là 5 điểm trở lên mỗi phần nha. Đó, chứ không phải là hai phần cộng lại 5 điểm nha. Đó, trắc nghiệm 5 điểm, thực hành 5 điểm. Tuy nhiên học một tháng trời rồi mà thực hành được có 5 điểm thì hơi tiếc. Cố gắng anh mong muốn điểm các bạn từ 7 cho đến 10. Nói chung là tùy khả năng mỗi người. Đó, anh hy vọng cái điểm các bạn là từ 7 đến 10. Đó, chứ anh không phải là yêu cầu bạn phải thi 10 điểm hay gì đó. Do tùy khả năng. Nhưng mà thấp nhất thì anh mong muốn các bạn là 5 điểm để mình đạt kỳ thi và xét tốt nghiệp tháng 9. Rồi, đó là những cái mà anh cần chia sẻ với các bạn. Rồi, ai có thắc mắc gì hỏi. Các bạn quan sát nè, nhóm này sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt kênh trainer cho máy tính. Được chưa? Rồi, thì các bạn vô mục ở đây anh dùng là Win 10 nha, anh đang dùng là Win 10. Thì Win 10 của anh á, đây anh chia sẻ cái này chút xíu nha, cái đây anh chia sẻ toàn màn hình. Chia sẻ tất cả. Đây, Win 10. Thì Win 10, Win 8, 8.1 thì các bạn sẽ thấy có cái công cụ Star ở đây. Được chưa? Còn bạn nào Win 7 thì nó là chữ ta luôn, chứ không phải là cái hình này. Rồi các bạn nhìn góc tay trái giùm anh nha. Các bạn nhìn góc tay trái giùm anh nha. Rồi bạn sổ ra, bạn có thể đánh mục tìm kiếm là đánh chữ container. Còn ai đổi vào tiếng Việt thì ráng kiếm. Được chưa? Ai đổi tiếng Việt thì ráng chịu. Rồi, thì khi bạn mở cái giao diện container này ra thì các bạn chọn giùm anh Load and Resign. Load and Resign. Rồi, khi bạn mở được cái thẻ Load and Resign ra, bạn chọn Resign. Rồi khi mở Resign ra rồi, bạn chọn Add. Bạn chọn dưới cùng này additional setting nha, additional setting. Rồi bạn lưu ý giùm anh nè, phân cách thập phân bạn sử dụng đây là dấu phẩy, phân cách hàng ngàn ở đây là bạn dùng dấu chấm, phân cách đối số bạn sử dụng đây là chấm phẩy. Sau đó bạn nhấn apply và ok. Rồi anh thao tác là một lần nữa cho các em, vô cái mục tìm kiếm các em đánh chữ control banner. Ai đổi vào tiếng Việt thì ráng kiếm cái biểu tượng icon quả địa cầu. Load Resin. Resin. Additional System. Phân cách thập phân dấu phẩy, hàng ngang dấu chấm, đối số chấm phẩy. Rồi, apply. Ok. Bạn nào làm xong rồi thì giơ tay giùm anh. Nhớ ghi chú lại giùm anh cái này. Rồi bây giờ anh hướng dẫn chút xíu nè. Bốn mail nè. Thì anh mình á học á thì các bạn không có đánh dữ liệu nha. Các bạn không có đánh dữ liệu mà tất cả dữ liệu á anh sẽ gửi sẵn qua mail cho các bạn. Tới buổi nào anh sẽ gửi tài liệu buổi đó cho các em. Đó, nhiệm vụ là tải về giải nén ra rồi làm thôi. Chứ không có ngồi đánh. Và anh gửi cho các em là cũng phải nén nữa. Đó. Anh gửi phải nén nữa nên bạn dùng cái office nào bạn mở cũng được hết á. Trừ trường hợp á là bạn cái phần mềm đọc phải nén các bạn á nó cũ quá thì thường anh sử dụng đó là 6.02 nó thì bạn nếu bạn sử dụng thấp quá thì nhiều khi nó đọc không được nó thì bạn cứ tải về cái phần mềm giải nén mới nhất là đọc được thôi. Nó cái này không có gì quan trọng nhá. Rồi cái giáo trình tinh bơi thì cái cuốn giáo trình này nè các em, nó sẽ giúp cho các em á là khái quát về cách làm một số vấn đề. Nó giống như
thí dụ như tô màu nó có những cái gì, nó anh tóm tắt lại bằng để cho các bạn. Rồi công thức mảng thì có lưu ý gì nè, nó tất cả có sẵn cho các bạn hết. Rồi công cụ thống kê bài vợt đồ kia sẽ làm như thế nào, từng bước ra sao các bạn, giải thích cho các bạn hết. Nó đọc thôi. Rồi cái tài liệu thứ ba các bạn, đó là tài liệu trắc nghiệm. Anh gửi cho các bạn hai file. Cái file thứ nhất là trắc nghiệm tinh bơi. Nó cái này các bạn thấy nó là file nén dung lượng nó hơi nặng, dung lượng hơi nặng thì các bạn có tải về giải nén ra nha. Rồi còn cái này là giáo trình Excel cơ bản thôi. Đó, cái này thì giáo trình này nó là mấy trăm trang á. Được chưa? Đó, 115 trang. Nó giới thiệu về Excel được hết cho các bạn. Và các bạn có thể tham khảo thêm giùm anh. Để đọc trắc nghiệm. Rồi, cái file thứ ba, cái mail thứ ba tư là cái mail cực kỳ quan trọng, đó là bài giảng. Bài giảng. Được chưa? Ở đây trong đây các bạn thấy nè, đầu tiên là công thức tính tuần của tháng và công thức quý của năm. Học thuộc lòng. Ứng dụng rất là nhiều, ứng dụng rất là nhiều. Rồi, hướng dẫn cài đặt lại máy là control panel này á, cài hướng dẫn rồi. Mẹo Word Excel, cái clip này thì các bạn nữa coi phần Excel thôi, một số cái mẹo nhỏ nhỏ bên Excel. Đó, thì khoảng tuần thứ tư các bạn coi, dùm anh. Bài giảng Excel nâng cao ở đây các bạn có 4 clip. Đó, ở đây có 4 clip thì các bạn về tham khảo dùm anh. Ví dụ buổi 1 nè, đó, ví dụ buổi 1 nè, đó, các bạn có thể nhấp vô. Nó có từng bước làm từng dạng bài tập như thế nào, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn. Rồi nó sẽ hướng dẫn cho các bạn, nó đây từng bước làm, từng bước làm ra sao, nó hướng dẫn cho các bạn. Rồi các hàm thường dùng dành cho những bạn nào á, dành cho những bạn nào á mà không còn nhớ gì về Excel. Nó bạn không biết gì ở Excel cơ bản hết á. Nó mà lỡ đăng ký cái lớp này rồi thì cái này nó sẽ hỗ trợ cho bạn rất là nhiều. Nó về từng cái hàm và kết hợp nó. Ví dụ HLOOKUP, VLOOKUP, LET, RIGHT, MID gì đó, nó kết hợp cho các bạn ra sao. Nó ứng dụng trong bài tập cụ thể luôn, giúp các bạn nắm lại kiến thức. Đó thì các bạn về có thể tham khảo thêm những clip này. Đối với những bạn nào mà cái hàm cơ bản các bạn không nhớ thì bạn chịu khó coi clip này và thực hành nhiều giùm anh thêm. Rồi, ẩn sheet, mở sheet, cái này thì về coi sao. Lập dàn, bảo mật dữ liệu, cái này cũng không cần thiết lắm. Được chưa? Bài giải Excel thì ngoài việc là nói với cái hàm cơ bản, thì ở đây anh sẽ đưa vô một cái bài tập nhưng mà ở dạng Excel cơ bản. Được chưa? Ở Excel cơ bản giúp cho các bạn á nắm được nó là cái gì. Được chưa? Nó và kết hợp hàm ra sao. Được chưa? Kết hợp hàm ra sao? Đó. Rồi. Ở đây có tổng cộng là 6 cái clip. Đó. Nhưng mà trong clip này á, có những cái clip nè. Ví dụ như clip số 4 nè. Nó có một cái clip. Tức là nó là một cái bộ. Bộ clip nữa. 5, 6 nè. 4, 5, 6 là một cái bộ clip. Các em thấy nè. Có chữ like clip nè. Nó là nguyên một cái bộ clip. Một cái bộ này nó có thể khoảng 5, 6 đề. Nó ví dụ như cái này là nó có khoảng 6 clip nè. Nó 6 clip. Nó giúp các bạn nắm hơn. Đó. Rồi. Còn cái file nãy anh nói em cái buổi 1 buổi 2 này, các em coi giùm anh lại coi nó có chưa. Rồi tải về, sau đó mình học. Thì bây giờ anh sẽ hướng dẫn các bạn là những cái dạng bài tập dễ nhất. Được chưa? Đó, hôm nay anh sẽ hướng dẫn những dạng bài tập dễ nhất luôn. Rồi. Các bạn chuẩn bị giùm anh đó là số 4 và số 5. Bạn nào mở máy các bạn mạnh á thì các bạn mở hai file, còn nếu không mở từng câu. Đó, thí dụ anh mở câu số 4 lên nè. Đó. Chờ, máy hay yếu thì cứ mở từ từ. Đó. Rồi. Ok. Thì ở đây là dạng câu của mình, đó là consider đây. Các em thấy cái tiêu đề nó là chữ consider đây. Thì đây là một trong 12 dạng thống kê. Được chưa? Và cái đối với consider đây á thì ở đây các em lưu ý cho mình nè, một số vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất á là cách nhận dạng. Nhận dạng thì đầu tiên nó sẽ có cái chữ consider đây. Dạ. Thứ hai á là thống kê nhiều bảng hoặc là nhiều sheet.
Đó, thống kê từ nhiều bảng nhiều xí. Và một cái câu trắc nghiệm anh thấy gần như là 95% hay ra trong đề thi của mình. Đó là gì đây? Giả sử một cái trường trung học cơ sở A có 25 có 15 lớp. Mỗi lớp được xếp danh sách học sinh, thông tin học sinh ở mỗi sheet khác nhau. Tức là bạn sẽ làm ở 25 sheet. Và người ta yêu cầu thống kê cái số lượng sinh viên nam nữ và thống kê số học sinh ở quên tại nói trung học phổ thông, trung học cơ sở thì số học sinh, thống kê số học sinh có cái điểm trung bình lớn hơn 8 chẳng hạn. Mà thống kê ở đây là nhiều sheet chứ không phải là một sheet. Nó được chưa? Thì đó là cái câu mà hay gặp nhất trong cái thi trắc nghiệm. Anh thấy hầu như tháng nào cũng dính câu đó. Tức là cái kiểu kiểu giống vậy, tức là cho thống kê từ nhiều sheet, từ nhiều bảng. Đó. Rồi. Một cái dấu hiệu thứ ba đó là dữ liệu tự động cập nhật. Hoặc đó là người ta cho gì? Dữ liệu được liên kết với nhau. Đó, các bạn sẽ gặp cái từ này. Đó, ví dụ như thống kê tổng doanh thu ở 3 sheet và người ta nói thêm một câu, dữ liệu sẽ tự động cập nhật. Hoặc là khi thay đổi dữ liệu ở trong mỗi sheet thì dữ liệu ở bảng thống kê tự động thay đổi. Tức là một cái kiểu người ta hỏi như vậy nữa. Nó đó là trắc nghiệm và thực hành đều có thể cho các bạn dạng vậy. Đó, đó là những cái dấu hiệu. Được chưa? Và cái concept đây này nếu học sâu hơn thì bạn sẽ dễ bị nhầm với một cái dạng đó là thống kê ở xin lỗi với các bạn sẽ dễ bị nhầm với một dạng bài tập đó là rút chích dữ liệu, rút chích một vài dữ liệu. Nó thì khi mà các bạn học vững đi rồi đụng tới cái phần rút chích xong nữa đi thì có thời gian anh sẽ chia sẻ các bạn dạng nâng cao của chúng, làm sao phân biệt được hai dạng đó khi người ta cho ở mức độ khó nữa. Đó thì cái đó từ từ mình tới, còn bây giờ mình học cái đơn giản trước đó. Các bạn thấy nè, nhận dạng nó có chứa cái chữ concern đây, thứ hai nó là có người ta yêu cầu thống kê từ nhiều bảng từ nhiều sheet, thứ ba nó các bạn sẽ gặp đó là tự động cập nhật dữ liệu hoặc là dữ liệu giữa các bạn tính được liên kết với nhau. Thì đây là ba cái dấu hiệu cơ bản mà các bạn cần phải nhớ. Thì khi học á, đối với một dạng bài tập á thì anh sẽ khi học á anh sẽ hướng dẫn các bạn theo cái nguyên tắc. Thứ nhất là nhận dạng. Thứ hai là bước làm. Thứ ba là nhìn kết quả. Đó. Thì học với anh sẽ học theo ba bước này. Thứ nhất là bạn nhìn vô bài tập, dựa vào đối với từng dạng bài tập nó sẽ có đặc trưng riêng của nó và mình sẽ tìm những cái từ khóa hoặc những cái kết quả, sau đó nhìn vô mình sẽ biết được nhìn vô đó mình sẽ biết mình sẽ dùng những cái dạng kiến thức nào để mình làm. Sau khi xác định được là mình sẽ dùng kiến thức nào mình làm thì mình phải nhớ lại coi với kiến thức đó mình cần làm những bước nào. Rồi. Và cuối cùng thì mình sẽ dự đoán cái kết quả. Mình sẽ đọc cái kết quả coi coi nó ổn không hoặc là nó sai sót như thế nào. Đó thì khi học với anh phần thực hành thì anh sẽ hướng dẫn các bạn dựa vào ba nguyên tắc này là cách nhận dạng, bước làm và đọc kết quả. Đó, mình sẽ làm như vậy. Đó thì bước đầu tiên các bạn thấy nè là nhận dạng. Đó các bạn thấy nhận dạng là xong rồi. Bây giờ bước làm. Thì đối với concern đây thì anh sẽ hướng dẫn các bạn theo những bước sau. Công việc đầu tiên của bạn là phải đọc đề và xác định các tiêu đề người ta yêu cầu. Với một cái bảng dữ liệu thì các bạn phân biệt giùm anh. Thứ nhất, ở đây gọi là tên bảng. Cái thứ hai, đây gọi là tiêu đề. Và thứ ba, ở đây gọi là dữ liệu. Nha. Nó một cái bảng dữ liệu của Excel người ta chia làm 3 phần cơ bản. Thứ nhất là tên bảng có thể có hoặc không, tiêu đề tùy theo trường hợp có thể có hoặc không, dữ liệu thì không có dữ liệu thì lấy gì làm nữa. Được chưa? Rồi, thì công việc đầu tiên các bạn là đọc đề và xác định các tiêu đề cần thống kê. Ví dụ bài này yêu cầu thống kê số lượng thành tiền.
và tên hàng. Các bạn có thể đánh dấu hoặc không. Đó, nếu đang làm bài tập ở nhà. Còn vô thi không có vụ đánh dấu giống vậy nha các em. Rồi, đây là bước thứ nhất là xác định các tiêu đề cần thống kê. Bước thứ hai là copy các tiêu đề cần thống kê và đặt theo thứ tự từ trái qua phải theo cái bảng dữ liệu. Các bạn copy tất những cái tiêu đề người ta yêu cầu nè. Số lượng, thành tiền, tên hàng. Bạn ví dụ bạn copy từng cái số lượng trước. Copy, đem xuống dưới. Số lượng rồi tới gì đây? Thành tiền. Thành tiền các bạn thấy nằm bên trái luôn. Ở xin lỗi, nằm bên phải. Thì bạn đặt cái này phải nằm bên phải. Tên hàng. Tên hàng các bạn thấy nó đặt bên trái. Thì bạn phải đặt ở bên trái. Bạn copy làm sao đúng theo thứ tự từ trái qua phải theo cái dữ liệu đề bài người ta cho. Bạn có thể copy cùng lúc, ví dụ tên hàng, số lượng, thành tiền, Ctrl C, đem xuống dưới Ctrl V. Bạn làm từng cái hoặc bạn làm cùng lúc đều được. Miễn làm sao đặt cái thứ tự đúng từ trái qua phải. Nhớ nha, đặt cái thứ tự đúng từ trái qua phải nha các bạn. Đây là bước thứ nhất, là bước cực kỳ quan trọng. Đó, sau khi bạn làm bước thứ nhất xong, bước thứ hai bạn nhớ giùm anh là quét chọn nha. Quét chọn các tiêu đề các bạn vừa mới dán ra. Nhớ nha, là quét chọn nha, chứ không phải nháy đúp vô chọn nha. Nhớ là quét chọn thôi. Sau đó vô thẻ data, chọn chữ consolidate. Vô data, chọn consolidate. Cái nào có sẵn, xóa giùm anh để cái bảng trống như vậy. Rồi, đầu tiên là function, là thuật toán, đọc kỹ đề bài yêu cầu là tổng max min count gì đó, tùy thuộc vào đề bài người ta yêu cầu mà mình sẽ lựa chọn cho phù hợp. Ví dụ điểm thì mình chọn count, tính tổng thì mình chọn sum, trung bình thì average, max min gì đó, được chưa? Bài này yêu cầu thống kê, không nói gì mặc định là tổng. Rồi, đặt con chuột cho đúng cái chỗ refresh rate này. Đặt con chuột cho đúng ngay chỗ này nha. Bạn đặt tầm 7 là bạn sai rẳng chịu nha. Đặt đúng con chuột cho nhấp nháy giống như con chuột của anh đang nhấp nháy nè. Đó các bạn thấy nè. Đang nhấp nháy chữ O refresh rate nè. Rồi bắt đầu quét từ cái tiêu đề cần đầu tiên đến cái tiêu đề cần cuối cùng. Nha, quét từ tiêu đề cần đầu tiên cho đến tiêu đề cần cuối cùng. Từ tiêu đề cần đầu tiên cho đến tiêu đề cần cuối cùng. Các bạn quét từ tên hàng cho đến thành tiền. Sau đó bạn kéo xuống hết cái bảng giùm anh. Đó các bạn thấy nè. Đặt con chuột nha. Đầu tiên bạn phải đặt con chuột ngay cái ô refresh rate nè. Rồi, chọn quét chọn từ cái ô cần đầu tiên, hồi nãy bạn copy đó, đến cái ô tiêu đề cần cuối cùng. Đó, hồi nãy bạn copy. Sau đó bạn quét xuống cho hết cái bảng. Đó, không quét dư, không quét thiếu nha. Add vô. Top row và last column là điều bắt buộc. Đấy nha. Add vô xong thì bạn nhớ top row last column. Bạn muốn xóa thì bạn nhấn delete. Nó đặt quét lại. Quét từ tiêu đề cần đầu tiên. Các bạn quét đến tiêu đề cần cuối cùng. Sau đó kéo xuống. Add vô. Top row last column là bắt buộc. Ok. Đây. Đó. Anh làm lại thao tác một lần nữa. Copy các tiêu đề người ta yêu cầu. Tên hàng, số lượng, thành tiền, Ctrl C. Ctrl V dán ra. Bước thứ nhất xong. Bước thứ hai, quét chọn các tiêu đề vừa bắt ra. Vô data, chọn consolidate. Cái nào có sẵn, delete. Đọc kỹ đời function coi sum admin count. Và nó yêu cầu sum. Đặt con chuột refresh rate. Đặt con chuột refresh rate. Bắt đầu quét từ tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cần cuối cùng. Sau đó kéo xuống hết cái bảng. Đấy nha. Không quét dư, cũng không quét thiếu nha các em. Rồi. Sau đó add vô. Top row và last column là điều bắt buộc. Ok, đó, đây là cách làm của consolidate đơn giản. Mời các em thao tác lại 3 lần trên máy tính cá nhân. Rồi, bây giờ mình sẽ qua cái ý tiếp theo nè các bạn. Nó câu số 5 này nè. Mình coi coi nó sẽ làm như thế nào nha. Được chưa? Thì nó cũng tương tự thôi. Nó cũng tương tự thôi. Đó, các bạn thấy. Nhưng mà ở đây á, nó lại là thống kê nè. Lại thống kê, nhưng mà thống kê đây là từ nhiều sheet. Nhiều bảng, nhiều sheet, các em thấy rõ ràng. Nó thống kê ở gì? Quý 1, quý 2, quý 3, quý 4. Qua bên đây. Đó, nó rõ ràng nè. Dùng console đây nè, đây cái dấu hiệu nè. Đó, có chữ console đây. Thống kê nè, số lượng nè. Đó, thành tiền.
Đó, xuất xứ, tức là ba cái trường các bạn càng quan tâm đó là số lượng, thành tiền và xuất xứ. Và các bạn thấy nè, khi thay đổi dữ liệu các quý thì nó tự động cập nhật đó. Đây là hai cái dấu hiệu mà các em thấy nè, có chữ cursor ở đây và dữ liệu tự cập nhật. Đây là hai dấu hiệu mà các bạn thấy nè, nó sẽ bắt buộc có. Đó, và khi thấy nó thì mình sẽ biết chắc chắn đây là cursor ở đây. Nha. Rồi copy xuất xứ, số lượng và thành tiền, cần tròn C. Qua sẽ yêu cầu cần tròn về. Bước 1 xong. Bước 2 quét chọn các tiêu đề vừa mới bắt ra. Vô data constantly đi đây. Cái nào có sẵn delete bỏ, delete và delete. Nó đọc kỹ đề coi sum count admin. Đọc kỹ đề coi sum count admin. Không yêu cầu gì hết, nói thống kê mà không nói gì hết thì mình lại mặc định là sum. Đặt con chuột ở referent. Đặt con chuột ở referent, bắt đầu quét từ cái tiêu đề cần đầu tiên đến tiêu đề cuối cùng của từng cái sheet, từng cái bảng. Xuất xứ đến thành tiền, các bạn thấy nè, nó nhảy cái chữ quý một lên nè, các bạn xóa đi giùm anh nè. Đó, bắt đầu quét nè, từ xuất xứ các bạn quét đến thành tiền nè. Đó, từ xuất xứ quét đến thành tiền nè. Nó kéo xuống nè các bạn. Nó ép vô. Tương tự nó qua quý 2. Khi vừa quý 2 nó nhảy sẵn nè. Ai biết nó đúng sai xóa đi. Xuất xứ nè, đến thành tiền nè. Kéo xuống nè các bạn. Ép vô. Sang quý 3 nè, có sẵn nè. Nó các bạn xóa nó đi. Tại ai biết nó đúng hay sai. Nó mình quét lại từ xuất xứ đến thành tiền nè. Kéo xuống nè. Vô. Sang quý 4 cũng vậy, có sẵn các bạn xóa đi. Quét từ xuất xứ đến thành tiền. Kéo xuống giùm anh nha. Ép vô. Check top row và last column là điều bắt buộc. Và khi các bạn thấy dữ liệu tự động cập nhật thì bạn nhớ check và Orielin. Và lưu ý giùm anh là không check Orielin này khi đang thống kê cùng một sheet. Tức là cái sheet kết quả thống kê nè, nó cùng với cái sheet dữ liệu là tuyệt đối không được check ô này. Nhớ nha. Chỉ check ô này khi người ta yêu cầu thống kê ra một cái sheet khác thôi. Đó. Và nó phải có được cái chữ dữ liệu tự động cập nhật hoặc dữ liệu giữa các bảng tính được liên kết với nhau thì mới có được nha. Ok. Đó, và sau khi làm á thì các bạn thấy nó dư một cột nè, thì bạn lấy chuột phải bạn delete đi. Và ở đây các bạn thấy nè, dấu hiệu ở đây nè. Nó từ một cái gì? Từ một cái bảng dữ liệu đem qua một cái dữ liệu thống kê, ra một cái bảng thống kê nha, ra một cái bảng thống kê. Nhưng mà bên trái cái bảng thống kê nha thì nó có những cái dấu cộng cộng này. Được chưa? Bên trái cái bảng thống kê có những dấu cộng cộng này. Thì đây cũng là một cái dấu hiệu hình ảnh để cho bạn biết rằng đây là bài toán hình C đây. Còn cái trường hợp mà cái dấu cộng này nằm trực tiếp trên cái bảng dữ liệu luôn, nó nằm bên trái luôn, nó cũng là bên trái nhưng mà nó là nguyên một cái bảng dữ liệu luôn nha, thì khi đó nó là một dạng bài tập khác nha. Anh đang nói cái trường hợp là gì? Nó nằm ở cái bảng thống kê nha các em, đang nằm ở cái bảng thống kê nhưng mà ở bên tay trái của cái bảng thống kê các bạn có những cái dấu cộng dấu trừ đó, thì đó được chưa? Thì đó người ta gọi đó là một cái dấu hiệu tiếp theo để bạn biết đó là cái dạng constant đây. Rồi, mời các em thao tác rồi. Và lưu ý nè, nếu bạn muốn làm sai, muốn làm lại nha. Ở đây các bạn quét khối giùm anh. Sau đó bạn vô giùm anh ở đây là cái gì? Group nè. Các bạn chọn Layer Outline. Auto Outline. Đó, được chưa? Rồi, nó không được nè. Thì bạn quét khối giùm anh nè. Bạn chọn anh Group giùm anh nè. Bạn chọn Layer Outline giùm anh nha. Các bạn chọn anh Group. Bạn quét khối giùm anh nè. Quét khối nè. Bạn chọn anh Group nè. Các bạn chọn Layer Outline. Sau đó bạn vô thẻ Home. Bạn vô thẻ Home. Các bạn chọn cái layer on này giùm anh. Các bạn chọn layer on giùm anh. Nó thì dáng này cái dữ liệu bạn đã được xóa hết rồi nè. Các bạn thấy dữ liệu đã được xóa hết rồi nè. Anh làm lại thao tác một lần nữa cho các bạn quan sát. Anh copy xuất xứ, số lượng và thành tiền, cần tròn C. Đem qua cái sheet yêu cầu cần tròn V. Quét khối cái những cái tiêu đề các bạn vừa mới bắt ra. Data chọn constant đây. Cái nào có sẵn các bạn delete bỏ, có sẵn delete bỏ, delete và delete bỏ. Bài này yêu cầu thống kê không nói gì mặc định là sum. Đặt con chuột referent bắt đầu quét quý 1, các bạn thấy nó nhảy sẵn nè. Thì bạn xóa nó đi giùm anh. Quét từ xuất xứ các bạn quét đến thành tiền, các bạn kéo xuống hết bảng. Add vô. Sang cái quý 2 cái này có sẵn nè, cũng xóa đi giùm anh. Quét lại từ xuất xứ đến thành tiền, nhớ phải quét từ tiêu đề cần đầu tiên nha. Đến tiêu đề cần cuối cùng quý 3. Nó một số bạn á các bạn quét gì quét từ chữ Mỹ nè, nó không đúng nha, phải quét từ tiêu đề mới đúng nha các em.
Chưa, ẹt vô. Quý 4 cũng vậy, có sẵn xóa. Xuất xứ các bạn quét đến thành tiền. Ẹt vô. Top round last column, reeling. Nó, ok. Nó, cái này có sẵn, dưới chuột phải, delete tại nó dư. Nó sẵn nhưng mà sẵn dư. Rồi, đây là một bảng thống kê. Mời các bạn thao tác và ghi chú cẩn thận lại trên máy tính cá nhân của bạn khoảng 3 lần giùm anh. Tiếp theo á, là anh sẽ hướng dẫn các em bài toán bài vợt. Thì các em thấy nè, bài toán bài vợt đó thì đây bước làm, thì chút xíu anh sẽ nói cái phần bước làm được chưa, anh sẽ nói cái phần bước làm rồi đó. Nhưng mà cái gì đây, nó có một cái hình nè đó, anh làm một cái hình nè, các em thấy nè, nó có chữ lọc phân trang theo và tính toán đó, thì chút xíu em sẽ thấy được cái này đó. Khi lọc thì mình sẽ kéo vô ô report column, thì nếu đề bài yêu cầu chữ phân trang nó theo thì mình là round, và tính toán thì mình là value nó. Rồi thì cái bài toán đây bài vợt nè, số 6 nè các bạn, bài vợt hay bô, bài vợt chả nó đây, các bạn mở lên nè. Đây thì đối với bài toán bài vợt á, thì cái dấu hiệu nhận biết á thì nói gì, nó có cái chữ bài vợt, nó có cái chữ bài vợt. Thứ hai là cho cái hình đó, đây các em nhìn vô cái hình như này nè, mấy em nhìn vô cái hình như vậy nè đó, các em thấy nè, nó có chữ data, chữ total còn kia đó. Làm vài lần các bạn quen, các bạn thấy nhìn hình bạn biết nó là bài vợt đó. Rồi gì đây, thống kê nhưng mà có lọc, thống kê nhưng lại có lọc trong đó. Nó thống kê có lọc, hoặc là thống kê nhưng mà có từ phân trang nó, được chưa? Đó thì người ta cho là bài vợt nè, hoặc là nhìn cái hình bạn làm quen rồi, thống kê mà lại có lọc nữa, rồi thống kê mà lại có phân trang nó, được chưa? Đó là những cái dấu hiệu, là dấu hiệu. Rồi bây giờ bước làm á thì bay vô làm thôi, quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề. Dạ, quét hết bảng dữ liệu, kể cả tiêu đề. Nó. Rồi. Này. Nó quét hết bảng dữ liệu, kể cả tiêu đề. Rồi. Sau đó các bạn vô insert. Anh hướng dẫn các bạn là 2016 nha. Thì bạn nào dùng 2010 á thì ngay đây các bạn chỉ có bài vợt hay bô, bài vợt chả, các bạn sổ cái mũi tên xuống luôn. Bạn nào 2013, 2016, 2019 thì đây chỉ có bài vợt hay bô thôi. Bài vật chat các bạn qua bên này. Được chưa? Nó cùng nằm trong cái thay insert hết các bạn. Nó chỉ giao diện nó khác chút xíu thôi. Đó, bài này bài vật table. Rồi, table range. Ở đây các bạn nè. Nó cái vùng dữ liệu hoặc cái bảng dữ liệu hồi nãy bạn đã quét rồi, nên cái này bạn không cần quét lại. Hoặc là nếu bạn quét lại thì bạn quét lại tùy bạn. Nó, đây, nhớ muốn quét lại thì phải xóa đi, giờ mới quét lại nha. Quét hết bảng dữ liệu kể cả tiêu đề, không có tiêu đề là không được nha. Rồi location, vị trí xuất, chọn đúng một ô đảm bảo rằng bên tay phải phía dưới trống, và từ cái ô này điểm lên trên cách với những cái dữ liệu cái chữ gì đó ít nhất là 3 ô. Ví dụ ở đây có chữ thống kê đây, thì bạn đặt á cái ô này nó phải cách ít nhất là 1, 2 và 3. Bên phải và phía dưới trống. Được chưa? Thí dụ bạn đặt ở đây thì điểm 1, 2, 3, 4 đúng, tức là cách ít nhất là 3 ô nha. Nó đây cũng vậy. Nè, 1, 2, 3. Ít nhất là 3 ô. Nó. Rồi, sau đó ok. Rồi ở đây các bạn thấy nè, có bốn cái ô nãy anh có chia sẻ các bạn. Rồi. Lọc phân trang theo và tính toán. Còn nếu không, người ta không có nói gì hết thì bạn kéo cái nào giống cái mẫu người ta đưa ra bằng đúng. Kéo nào giống cái mẫu bằng đúng. Ví dụ, tên hàng thế nằm bên trái. Bên trái có field. Kéo vô field coi. Giống không? Không. Vậy kéo xuống row. Sum up thành tiền, tính tổng thành tiền, thành tiền kéo value. Sum up số lượng kéo value. Hết. Đó,
Nhìn vô coi giống chưa? Chưa giống thì cái value này nhảy nè, thì bắt đầu kéo. Kéo chừng nào nó đặt giống thì thôi. Đó, tức là bạn kéo chừng nào bạn giống là bạn đúng. Đó, tức là bạn nắm vô này nè, bạn chọn nè, nhấp chuột vô thì bạn kéo. Vậy thôi chứ không có gì hết. Tức là bạn kéo chừng nào giống, anh hay gọi bài toán này á, anh gọi bài toán ship hình. Tức là người ta cho bạn một cái hình đó các bạn. Bạn ship chừng nào giống nó thì bạn đúng. Không giống thì bạn không đúng. Vậy thôi. Đó, đây là bài toán bài vợt. Mời các bạn sửa vô và ghi chú vô giùm anh. Rồi ở đây câu số 7 nè, bài vợt hay bo và chat nè, đây các em thấy cái yêu cầu 1 nè. Đó là cái hình này. Yêu cầu 2 là cái hình này. Cái dữ liệu mình đây. Thì mình cứ làm bình thường thôi. Quét hết bảng nè. Nó insert private table vị trí xuất, nếu người ta yêu cầu xuất qua sheet mới á thì các em chọn là new worksheet, được chưa? Xuất qua sheet mới thì new worksheet, còn không nói gì á thì bạn xuất tại vị trí bạn muốn, được chưa? Qua yêu cầu một luôn cho dễ nhìn. Các bạn thấy nè, cách ở trên ít nhất là ba ô nè, nó bên phải trống phía dưới trống. Ok, rồi mình kéo nào giống thôi, mã kho nằm ở trên, kéo thử filter có giống không. Đây giống nè, sum mốt số lượng. Đó, số lượng thì kéo value. Mã vật tư bên trái. Mã vật tư bên trái anh kéo vô filter có giống không? Không giống. Không giống thì anh kéo mã vật tư xuống round. Tức là bằng kéo chừng nào giống mẫu thôi các bạn. Rồi, qua yêu cầu 2. Thì các bạn cũng vậy, quét hết bảng nè. Nó, quét hết bảng. Insert, pivot table. Vị trí xuất chọn một ô. Yêu cầu 2. Cách trên ít nhất 3 ô. Ít nhất 3 ô thôi chứ không phải cần đúng. Được chưa? Bên phải trống phía dưới trống. Ok, rồi bắt đầu kéo thôi. Mã kho anh kéo phía trên có giống không? Không giống thì anh kéo xuống dưới. Mã vật tư kéo xuống dưới. Sum up thành tiền, thành tiền kéo value. Nó tức là bạn kéo chừng nào giống cái mẫu nó thôi. Rồi các bạn thao tác lại giùm anh trên máy tính ha, khoảng 3 lần để nhớ. Bây giờ anh sẽ mời các em qua câu ý thứ 8 trong cái file của mình, đó là bài và chat ha. Thì các bạn thấy nè, bài và chat thật ra nó có thêm cái bản đồ thôi. Nó bài và table thì nó không có, bài và chat thì nó có, vậy thôi chứ không có cái gì nữa các em. Nó không có gì nó lạ lắm mà nó khác các bạn. Được chưa? Thì đối với dạng này thì mình sẽ làm như sau. Đây là các bạn dữ liệu nè các em. Nó, đây là các bạn dữ liệu. Thì đó, mình vô insert thôi. Người ta yêu cầu bài và chat thì ở đây có hai trường hợp. Đối với Office 2016 nha, thì nó có hai trường hợp này các em thấy. Hai trường hợp. Đó, trường hợp thứ nhất á là các em có thể nhìn thấy á, nó là có chữ buy và chat thôi. Đây. Tức là chỉ xuất ra cho các em á cái bản đồ thôi các em. Được chưa? Còn trường hợp thứ hai là có luôn cái buy và table và buy và chat. Được chưa? Nó bây giờ anh sẽ sử dụng cái buy và chat không thì các bạn coi coi chuyện gì nó sẽ xảy ra. Đó, thì với cái hình đồ kia nó cũng giống vậy thôi. Anh để đây nha. Ok. Nó chỉ ra bạn bản đồ thôi. Thì các bạn thấy nè. Nó là mình kéo chừng nào giống cái mẫu thôi. Nó ví dụ doanh thu theo tên nhân viên. Vậy thôi. Nó biểu đồ này đang biểu đồ cột. Thì bạn chuyển thành biểu đồ tròn. Insert nè. Nó mình chuyển qua sang biểu đồ tròn đi. Rồi này mình kéo nó ra chút xíu. Nó các bạn thấy nè. Bạn để chuột vô nè. Bạn kéo ra. Kéo ra. Kéo ra. Nó. Được chưa? Còn bạn không thích biểu đồ tròn thì bạn chuyển sang biểu đồ trụ, biểu đồ cột gì đó. Mình chuyển thôi trong thấy insert nè, các bạn chuyển nó rất là nhiều. Nha. Rồi. Sau đó thì cái bảng này các bạn có thể xóa đi. Coi chuyện gì xảy ra. Nó đây. Xóa số liệu đi. Đúng không? Đó. Nhưng mà thường á, các bạn đừng nên xóa mà bạn hãy ẩn nó đi. Nó chụp phải nè. Nó đây. Đó, nó chụp phải nè, ở đây coi ẩn nè. Đây bạn thấy nó không có ẩn nè. Đó, được chưa? Vậy thì anh sẽ cho ẩn nguyên cột luôn. Mấy dòng này luôn nè. Đó, nhiều dòng luôn, nó chụp phải hai nè. Ẩn nó đi. Được chưa? Bạn có thể ẩn nó đi. Đó, tức là bạn quét nhiều dòng á. Nè, và lít chụp phải nè, anh hai để mở. Mày ra. Nó, đây, anh ẩn nó đi nè. Hai. Nó, còn bây giờ ẩn một vùng này. Mày ra.
Đó thì view. Coi coi ẵn được hay không nha. Đó, lít chuột phải nè. Nó em thấy nè, nó không có cái chế độ ẵn đi, mà chỉ có ẵn dòng và cột thôi. Nó nên anh sẽ quét một vùng này. À, lít chuột phải hai nữa nè. Nó ẵn đi nè các em thấy mà. Nó ẵn đi. Được chưa? Đó. Còn nếu trường hợp người ta yêu cầu á, nó là cái private không, thì mình xóa cái bản đồ đi. Nó chứ không có gì hết. Được chưa? Chỉ là thao tác làm nó có thêm cái bản đồ vậy thôi. Rồi, mời các em thao tác vô giùm anh. Rồi, bài toán subtotal này các em. Thì đối với bài toán subtotal á, thì đầu tiên á, các bạn nhớ nè, người ta cho là cho chữ subtotal. Đó, cái dấu đồ hiệu đầu tiên là có chữ subtotal. Nhưng mà lỡ không có làm sao? Thì cho cái hình ảnh. Chút xíu anh sẽ giải thích cái hình. Giải thích cái hình. Cái thứ ba, trường hợp thứ ba là lại yêu cầu sắp xếp rồi thống kê. Chỉ có duy nhất bài toán subtotal mới có chuyện là sắp xếp rồi mới được thống kê. Còn mấy trường hợp khác, thống kê sắp xếp có liên quan gì nhau? Nó đây là cái dấu hiệu của chúng nha, sắp xếp rồi mới thống kê, nó hát gì đó. Rồi, đó là ba cái dấu hiệu cơ bản. Rồi bây giờ ghi chú một cái câu thần chú để nhớ khi làm subtotal. Anh hay gọi là thần chú. Thống kê theo cái gì thì sắp xếp cái đó. Đó, ví dụ thống kê theo tháng, thống kê doanh thu theo tháng thì bạn sẽ sắp xếp tháng. Nha. Thống kê tổng doanh thu theo tháng thì bạn sắp xếp cái tháng. Thống kê theo quận thì bạn sắp xếp theo quận. Tức là nó dựa vào cái từ theo. Thống kê theo cái gì thì bạn sắp xếp cái đó giùm anh. Cái trường hợp thứ hai, người ta không có cho bạn là thống kê theo gì, mà người ta chỉ nói là thống kê tổng doanh thu hoặc là gì sắp xếp theo quận tăng dần, thống kê tổng doanh thu. Nó người ta không nói là không nói giống như bài này là thống kê tổng doanh thu theo từng tháng, mà người ta cho theo kiểu như này các bạn, là sắp xếp tháng tăng dần, thống kê tổng doanh thu. Nó người ta tách ra như vậy. Cái câu thần chú thứ hai là sắp xếp cái gì thì thống kê cái đó, thì subtotal cái đó cho nó rõ hơn nè. Thống kê cái gì thì sắp xếp cái đó, mà hỏi sắp xếp cái gì thì subtotal cái đó. Đó, đây là cái câu thần chú mà các bạn cần phải nhớ. Rồi, ghi chú giùm anh cẩn thận, sau đó anh hướng dẫn tiếp. Rồi bây giờ các em sẽ quan sát anh làm nè. Anh có nói á, là thống kê theo cái gì thì mình sắp xếp cái đó. Đây, thống kê theo tháng thì mình sắp xếp tháng. Để sắp xếp á, thì có hai cách. Cái thứ nhất là bạn quét hết bảng. Bạn sắp xếp trong thẻ Home. Sort đây nè các bạn. Đó, kho tầm. Đây. Cái thứ hai là bạn vô Home. Data. Sort. Cái này. Hai cái đều đúng hết. Nhờ, hai cái đều đúng. Thì lưu ý nè, các bạn để ý nè. Sắp xếp lại ngoài việc dùng thẻ data hoặc thẻ home thì khi quét nha, các bạn có hai lưu ý. Thứ nhất là bạn quét có tiêu đề hoặc là bạn quét không có tiêu đề. Bạn phải quan sát kỹ nha. Là bạn quét là quét có hay không. Thì có tiêu đề nó sẽ khác và không có tiêu đề nó sẽ khác. Đây, trường hợp thứ nhất là anh quét có tiêu đề. Anh vô data anh chọn sort. Hoặc là home sort cái nào hay home kho tâm cái nào cũng đúng hết. Thì nếu bạn có quét tiêu đề thì chú ý bạn phải check vào my data. Có tiêu đề thì phải check my data. Nếu bạn quét không có tiêu đề thì bạn không có check. Nha. Có tiêu đề thì check my data, không có tiêu đề thì không check. Được chưa? Rồi, trường hợp anh quét lại, anh quét có tiêu đề. Data sort.
Chanmarata. Thống kê tháng thì các bạn coi cột tháng nằm ở đâu. Người ta không nói gì hết, mặc định tăng cũng được, giảm cũng không sao. Ok. Đây là bước 1. Sắp xếp. Nếu như bạn có lỡ rơi chuột ra ngoài, quét lại cho đúng giùm cái. Đừng quét nửa chừng giống vậy. Là không đúng. Nhớ quét cho đúng giùm anh nhé. Rồi, data tiếp. Subtotal. Rồi, cái đầu tiên là cái mà bạn sắp xếp. SSN. Cái mà bạn sắp xếp. Sắp xếp tháng. Thuật toán người ta yêu cầu sum count admin. Rồi, cái ô chat, cái ô người ta yêu cầu thống kê. Doanh thu. Chat ô 1, ô 3. Ok. Lỡ làm sai, muốn làm lại, quét khối, subtotal, remote. Quét chọn bảng dữ liệu. Data sort, sắp xếp tháng. Có quét tiêu đề, check my data. Ok. Data subtotal, cái tháng là cái bạn thống kê. Ok, các bạn sắp xếp. Đọc kỹ sum count admin. Rồi, đề đọc lại cái yêu cầu là gì đây? Thống kê cái gì? Chế độ 1, ô 3. Ok. Đó, hồi nãy anh có nói các bạn còn một cái trường hợp nữa nè. Ở đây các bạn thấy bên tay trái cũng vẫn có dấu cộng, dấu trừ. Nhưng mà dấu cộng, dấu trừ này nó lại nằm ở cái bảng dữ liệu. Được chưa? Dấu cộng, dấu trừ mà nằm ở bảng dữ liệu là dấu hiệu để biết nhận dạng đó là subtotal. Còn dấu cộng, dấu trừ mà nằm ở cái bảng thống kê thì nó là sub, là consolidate. Đúng nha. Cái dấu cộng, dấu trừ bên tay trái nè, mà nằm ở cái bảng dữ liệu luôn, nó làm trực tiếp trên bảng dữ liệu luôn để có kết quả thì nó là subtotal. Nhưng mà cái gì? Cái dấu cộng, dấu trừ nằm ở một cái sheet khác. Đó, nó chứa cái kết quả thôi thì đó gọi là consolidate. Lưu ý giùm anh. Rồi, mời các em sửa vô giùm anh. Rồi bây giờ câu số 11, 10, người ta nói gì đây? Thống kê tổng nha, số lượng. Đây, thống kê tổng số lượng và doanh thu theo quận, tức là cái theo các bạn là quận nha. Nó, cái theo là quận, tức là mình sắp xếp cái quận. Được chưa? Nó, quét hết bảng nè. Data, sort, quận, có, quét tiêu đề, nên check my data. Ok. Rồi, ở đây anh giữ nguyên luôn. Anh không có di chuyển chuột ra ngoài. Nhưng mà lỡ có di chuyển chuột ra ngoài rồi thì bạn quét lại cho đúng giùm anh. Từ quét hết bảng, kể cả tiêu đề, không quét tên bảng. Sau đó vô data subtotal. Rồi, cái này là quận. Cái này là quận. Thống kê không nói gì là sum. Rồi, ở đây người ta yêu cầu thống kê hai cái là số lượng và doanh thu. Số lượng và doanh thu. Nhưng mà người ta yêu cầu điểm hay gì đó thì mình chuyển theo nha. Mình chuyển theo. Check 1, check 3. Ok. Kết thúc. Rồi, mời các bạn làm lại 3 lần trên máy tính cá nhân. Rồi, đối với ý thứ 11 này các em quan sát nè. Thống kê doanh thu. Đó, ở đây mình là thống kê là doanh thu này nha. Theo từng tháng, ngành nghề rõ ràng hai cái theo đó, hồi nãy là hai cái thống kê, còn vấn này là hai cái theo. Các em thấy rõ ràng nha, hai cái vấn đề khác nhau nha. Câu số 10 nãy các em là gì? Thống kê số lượng thành tiền gì đó theo quận, tức là có một theo thôi đó, nhưng mà thống kê hai cái. Còn cái bài này là thống kê một cái nhưng mà là hai cái theo, nhưng mà lại cho hai cái theo. Thì đối với dạng bài tập này thì các em đầu tiên cứ sắp xếp hai cái thôi. Quét chọn. Data. Sort. Có quét tiêu đề. Check my data. Theo tháng trước. Add thêm cái level. Ngành nghề sao. Đó. Tháng trước ngành nghề sao. Nha. Tháng trước ngành nghề sao. Rõ ràng. Ok. Rồi. Sau đó, mình vô data, subtotal, tháng, tháng, được chưa? Rồi, doanh thu, schedule 1,
O3. Chế độ 1 O3. Được chưa? Ok. Giữ nguyên vậy luôn, không có quét lại gì hết. Nhưng mà lỡ bạn dơ chuột, đương chuột ra ngoài rồi thì quét lại nha. Ở đây nè, anh thấy nhiều bạn quét á, bạn quét ẩu. Bạn quét như vậy nè các bạn. Bạn bỏ đi hai cái ô grand total chứ. Nó là thiếu. Nó phải quét hết nha. Giờ data sub total lần 2 chứ không cần phải sắp xếp nha, tại vì sắp xếp một lần thôi. Cái thứ hai các bạn là quận hay ngành nghề gì đó, đâu rồi? Nè, tháng rồi ngành nghề. Được chưa? Cái đầu tiên các bạn là tháng, cái thứ hai các bạn là ngành nghề. Đây. Cũng là doanh thu. Nhưng mà nhớ từ cái lệnh sub total thứ hai trở đi. Nhớ nha, từ lệnh sub total thứ hai trở đi. Nhớ tắt cái relay này. Nha, từ cái lệnh sub total thứ hai trở đi. Nhớ tắt relay. Ok. Đó, rồi, bây giờ làm lại một lần nữa nha. Rồi. Quét hết bảng dữ liệu. Data sort tháng trước, ngành nghề sau. Tăng giảm đều được. Sub total lần 1 tháng. Thống kê sum doanh thu. Schedule 1 ô 3. Sub total lần 2 ngành nghề. Doanh thu từ lệnh sub total thứ hai trở đi, nhớ nha, từ lệnh sub total thứ hai trở đi tắt relay. Ok. Đó. Rồi. Các bạn là và nhớ giùm anh thêm một điều. Nếu như nha, nếu như người ta cho hình ảnh thì bạn nhớ nhìn ở dưới, nhìn lên giùm anh. Đây, cái dòng này làm trước. Dòng này làm sau. Đó, có nghĩa là gì? Bạn thấy nè, tháng trước nè. Thống kê doanh thu nè, đối chiếu cô này nè. Đó là doanh thu nè, tháng nè, đối chiếu nè. Đó, tức là thống kê doanh thu theo tháng. Rồi, cái này ngành nghề nè. Rồi mới tới này. Thống kê gì đây? Doanh thu theo ngành nghề. Nếu người ta cho hình ảnh thì nhớ giùm anh đọc ở dưới, đọc lên, đọc ở dưới, đọc lên, cái nào dưới cùng làm trước. Rồi mời các em làm vô và sửa ghi chú cẩn thận. Là đối với ba dạng bài tập này á, đối với ba dạng bài vợt, consolidate và subtotal, các bạn á được quyền lập cột phụ nếu cho thiếu tiêu đề. Cái này quan trọng lắm nha các em. Đấy nha, được quyền lập cột phụ nếu cho thiếu tiêu đề. Đó, và khi lập cột phụ đặt liền kề cột lấy dữ liệu. Nha. Đó, bài vở consider subtotal là ba dạng bài toán mà trong tin B của các bạn ở trên nâng cao, các bạn được quyền lập cột phụ. Đó, còn tất cả những trường hợp còn lại các bạn lập cột phụ có thể các bạn sẽ bị trừ điểm. Đấy nha. Chỉ có ba dạng bài nạp này. Bài vở consider và subtotal được quyền lập cột phụ và chỉ nhớ lập khi nó cho thiếu thôi, còn đủ rồi làm chi nữa. Ví dụ như bài này. Và thứ hai á, quên nữa, thứ hai là khi lập cột phụ phải đặt liền kề cột lấy dữ liệu. Tại sao như vậy? Thì ở đây này anh ví dụ cho các em thấy. Ví dụ như bài này người ta yêu cầu thống kê số lượng thành tiền theo tháng. Được chưa? Thống kê số lượng và thành tiền theo tháng. Ở đây các bạn thấy nè, mình không có cái chữ nào tháng tiêu đề nào hết. Thì mình phải chèn cái cột phụ vô. Và cột phụ tháng thì mình lấy dữ liệu của ngày nhập hàng. Thì bạn sẽ đặt ở bên trái cũng được. Hoặc là đặt bên phải cũng không ai nói. Được chưa? Bạn chèn làm sao đó, miễn sao đặt liền kề với cột lấy dữ liệu nha. Cột lấy dữ liệu lập cột phụ tháng nha. Bằng mạch. Nó này gọi là sai định dạng chuyển qua general. Nó này gọi là sai định dạng chuyển qua general. Kéo xuống. Nó người ta gọi đây là lập cột phụ. Và lập cột phụ khi nó thiếu tiêu đề thôi, còn nó đủ rồi thôi nha các bạn. Và khi lập cột phụ nhớ đặt liền kề cột lấy dữ liệu. Đây là cái lưu ý các bạn cực kỳ quan tâm giùm mình. Cực kỳ quan tâm giùm mình. Rồi, mời các bạn ghi chú cẩn thận và kiểm tra lại cả ba dạng bài tập này coi có thắc mắc gì hay không.